Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em fix lỗi ngân hàng khi bị báo rút ở trên con máy Note 10 Plus độ 2 SIM bên MOICT. Đấy, đầu tiên thì anh em để ý là khi anh em mà không fix ấy, thì truy cập các app ngân hàng ấy, nó sẽ báo là phát hiện thiết bị bị rút, thì các bạn phải fix cái lỗi đấy, và tất cả các ngân hàng đều báo như vậy. Đấy, anh em nhìn rõ không? Đấy. Thì muốn fix cái lỗi này ấy, thì đầu tiên anh em vẫn lên thanh menu giúp mình, anh em kết nối wifi trước nhá, sau đó thì ấn vào cái app Magic này, ấn OK cho nó tải về, cho phép cài đặt. Quay trở lại, ấn cài đặt. Sau đó mở ứng dụng ra. Anh em đoạn này anh em bấm thoát nhé. Sau anh em để ý ở dưới này nó sẽ có 4 phần. Trước tiên mình sẽ phải là ẩn cái ứng dụng Magic. Cái ứng dụng Magic này có nghĩa là ứng dụng được phép truy cập sâu vào hệ thống do cái ROM độ 2 SIM nó có. Đầu tiên anh em sẽ phải ẩn cái app này đi trước đã. Chọn phần cài đặt ở trên này, kéo xuống dưới. Ở đây anh em để ý có phần Magic 2 này, tích lên. Đó. Sau đó anh em để ý ở trên dòng Hazer Magic App, chọn vào. Ở đây thì nó cho mình chọn tên ý. Thì mình thích để tên gì cũng được. Ví dụ như mình để là không được truy cập hoặc là không vào nhé. Đây, ấn OK. Anh em đợi một chút. Đấy. Sau khi làm bước đấy anh em trở về home, kéo thanh menu đi. Đấy. Chuyển sang trang thì anh em sẽ để ý thấy có một cái app là không vào nhé như thế này. Anh em chọn vào. Đấy, nó hiển thị như vậy thì ấn thoát nhé. Ở dưới này anh em để ý có bốn cái phần hiển thị như vậy, anh em chọn sang cái khiêng này giúp mình. Đấy. Anh em để ý thêm là nó sẽ có cái dòng là Magic 2, chọn vào dấu tên này, tên này. Ở đây nó sẽ liệt kê các ứng dụng mà anh em muốn ẩn cái quyền truy cập root này đi. Thì đây mình đã tải những cái ngân hàng cần thiết về, thì mình cứ tích hết nó lên. Và anh em sẽ thấy là tại sao những cái mà mình tích về sau này nó lại full vạch xanh, còn ở trên cái dịch vụ Google Play nó lại chưa được full vạch. Thì anh em chỉ cần ấn vào tích hết nó lên là được. Đấy. Anh em thấy chưa, nó đã full vạch xanh lên tận trên này. Đấy, thoát ra và lại này. Đợi loát một chút. Đấy, anh em đã thấy nó full vạch xanh chưa? Đây là được quyền ẩn root cao nhất. Đấy, bây giờ mình thử ra ngoài mình test nhé. Đấy, mở Bbank này. Đấy, anh em thấy không, nó sẽ không còn bị báo là thiết bị đã root nữa. Đây, Vietcombank này, bình thường. Đấy, quay sang BIDV này, bình thường. Vietinbank, bình thường. Đấy. À, trên đây là cái cách hướng dẫn để anh em ẩn root. Anh em cứ làm theo hướng dẫn là được anh em nhé. Chúc anh em thành công.